Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Bất động sản Savills đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo sinh viên, học viên cao học, cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực bất động sản, tổ chức hoạt động cho sinh viên và thực hiện các chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội của hai đơn vị. Thông qua lễ ký kết, Savills Việt Nam cam kết thực hiện công tác đánh giá, tham vấn chương trình đào tạo ngành bất động sản của Trường Đại học Văn Lang dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường. Sinh viên sẽ được tiếp cận với kiến thức thực tiễn tại doanh nghiệp, song song với quá trình học lý thuyết tại giảng đường, được trải nghiệm môi trường học tập thực tế và làm việc tại Savills Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng việc hợp tác đào tạo với tiêu chuẩn và quy trình quốc tế cùng Trường Đại học Văn Lang sẽ cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bất động sản Việt Nam. Đồng thời, Savills Việt Nam cũng chào đón các bạn sinh viên tốt nghiệp đến với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Savills. Nhà trường mong muốn là lứa sinh viên của nhà trường khi mà tốt nghiệp với cái chương trình này họ có một cái kiến thức nền tảng với một cái cơ sở rất là bài bản để mà họ đi với nghề. Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Văn Lang cũng sẽ có nhiều cơ hội khi theo học các chương trình đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực bất động sản và các chương trình hoạt động khác trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác.